Sau 10 năm thực hiện đề án phát triển cây ăn quả ôn đới, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đã mở rộng diện tích trồng cây ăn quả ôn đới lên 250 ha, trong đó có trên 80% diện tích đã cho thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời điểm này thì các loại cây ăn quả ôn đới bước vào thời kỳ đậu quả, bà con đang tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, hứa hẹn một vụ thu hoạch bội thu. Hiện nay, gia đình anh Giàng A Di ở bản Giang Ma có hơn 20 gốc đào chín sớm. Thời điểm này, anh đang tập trung chăm sóc làm cỏ. Đối với những cây có nhiều quả, anh cũng tiến hành tỉa bớt nhằm đảm bảo chất lượng quả đến khi thu hoạch được. Gia đình tôi hiện nay là đã có hơn 20 gốc đào. Không là bây giờ đào đã ra quả rồi, Thông là bây giờ gia đình tôi đang tập trung để là cổ cho đào với tỉa bớt quả đi cho cây đào. Xong là có cây thì nó cũng không có quả nhiều nhưng mà có cây lại nhiều quả quá thì cũng phải tỉa bớt đi cho kết quả non nó, nó to hơn thì bán nó năng suất sẽ cao hơn. Tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có gần 30 ha cây ăn quả được trồng, trong đó có 20 ha đã cho thu hoạch với sản lượng trên 50 tấn quả mỗi năm. Hiện nay cây ăn quả đang thời kỳ quả non, do đó để cây ăn quả phát triển trước khi cho thu hoạch, xã đã cử cán bộ nông nghiệp xuống hướng dẫn cho bà con chăm sóc, làm cỏ theo đúng quy trình kỹ thuật. Đối với cây ăn quả ôn đới trên địa bàn xã thì hiện nay chúng tôi có khoảng gần 30 hecta đối với cây ăn quả ôn đới gồm cây đào, cây nê và cây mận thì đang sinh trưởng và phát triển tốt. xã đã tích cực tuyên truyền với người dân để tăng cường công phát cỏ để chăm sóc cho cây đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt. Năm nay, cây ăn quả ôn đới sẽ cho thu quả trên địa bàn huyện Tam Đường, chiếm khoảng 80% diện tích, chủ yếu là đào chín sớm và lê. Với việc chăm sóc đầy đủ và đúng quy trình kỹ thuật, huyện Tam Đường phấn đấu thu 2.000 tấn quả từ cây ăn quả ôn đới, từ đó đem lại thu nhập ổn định cho người dân trong vụ thu hoạch này.